Michael Jackson, ông vua nhạc pop, là những gì mà chúng ta biết về người đàn ông này. Kỳ thực thì xuyên suốt lịch sử cho đến tận hôm nay, có lẽ tôi cũng chưa thể kể ra được ngôi sao giải trí nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn Michael Jackson trên thế giới. Sự nghiệp lẫy lừng, vinh quang chói lọi và những bài hát trường tồn với thời gian là những gì mà người ta nói về ông. Thế nhưng đó không phải là tất cả. Ít ai biết rằng ông vua nhạc pop có một cuộc đời với nhiều bí mật bị giấu kín suốt nhiều năm. Từ tuổi thơ bất hạnh đến những góc tối khủng khiếp khi sự nghiệp đạt đỉnh cao hay cái chết đầy bí ẩn. Có vô số những giả thuyết xoay quanh cuộc đời của Michael Jackson vẫn luôn được người ta mang ra bàn luận tới tận hôm nay. Người thì nói ông là thành viên của Illuminati, người lại bảo ông qua đời do lạm dụng thuốc. Vậy còn điều gì về cuộc đời và cái chết của huyền thoại này mà chúng ta còn chưa biết? Liệu rằng những gì người ta đồn đại về ông có phải là sự thật? Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong video Michael Jackson, cuộc đời và cái chết bí ẩn của ông vua nhạc pop. Như thường lệ, trước khi bắt đầu vào nội dung chính, hãy ủng hộ cho Vũ trụ Nguyên Thủy một lượt like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và đừng rời mắt khỏi màn hình vì chúng ta sẽ vào nội dung chính ngay bây giờ. Dẫu biết rằng Michael Jackson đã quá nổi tiếng và các thông tin về ông có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet, nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên tóm tắt một chút về cuộc đời lẫy lừng ấy để hiểu hơn những bí mật ở phần sau của video này. Vùng ngoại ô Gary, bang Indiana, thập niên 50 thế kỷ trước, đầy khói bụi của những lò sản xuất thép, nhà máy công nghiệp nặng của nước Mỹ thời công nghiệp hóa. Sinh ra trong một gia đình người da màu có đến 9 anh chị em, Michael Jackson cũng vì thế mà lớn lên trong nghèo khó. Thuộc tầng lớp lao động chân tay trong xã hội, ông bà Joseph và Catherine Jackson vẫn cố gắng chăm lo cho con cái đủ ăn đủ mặc, và quan trọng nhất là nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc. Ông Joseph làm thuê cho một xưởng thép, thỉnh thoảng chơi nhạc R&B cùng nhóm The Falcons. Nhưng có vẻ tình yêu con cái của ông không lớn bằng tình yêu âm nhạc. Tại sao lại như vậy ư? Vì ông Joseph thường xuyên tác động vật lý vào những đứa con của mình bằng thắt lưng, đòn roi và bất cứ thứ gì ông vớ được. Ông Joseph buộc các con phải tập luyện đến kiệt quệ, dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho âm nhạc. Bởi ông quan niệm rằng chỉ có âm nhạc mới giúp cuộc đời của các con thoát khỏi đói nghèo. Michael Jackson viết trong tự truyện của mình rằng thời niên thiếu của ông là một chuỗi tháng ngày ám ảnh. Ông không được hồn nhiên vui chơi như bạn bè đồng lứa, mà ngược lại phải sống và làm việc trong một môi trường tồi tệ như địa ngục. Michael từng bị bố treo ngược một chân lên trần nhà và cứ thế đánh đập cho đến mệt. Ông vừa nhập pop những năm tháng ấy thường đứng một mình, khóc trong cô đơn, buồn tủi. Và rồi cảm giác sợ hãi, buồn nôn cứ ám ảnh mãi sau này mỗi khi thấy ông bố xuất hiện. Năm 1964, vừa đúng tuổi vào lớp 1, Michael đã gia nhập nhóm nhạc gia đình The Jackson Brothers, gồm các thành viên Marlon, Jackie, Tito, Michael và Jermaine. Năm anh em lưu diễn khắp nơi tại bang Indiana. Sau khi thành công ngoài mong đợi với ca khúc My Girl, nhóm The Jackson Brothers tự tin hơn hẳn. Họ bắt đầu tổ chức những chuyến biểu diễn xuyên tiểu bang, đến Chicago, rồi Illinois, rồi sang tận vùng bờ đông và Trung Mỹ. Năm 1966, nhóm đổi tên thành The Jackson 5 với hai giọng ca chính là Michael và người anh thứ ba là Jermaine. Và thật bất ngờ, nhóm nhạc gia đình cũng dần có những thành công mà ít ai ngờ đến. Hai năm sau, The Jackson 5 ký kết hợp đồng ghi âm đầu tiên với hãng đĩa Motown Records và bắt đầu cất cao tiếng hát trong làng âm nhạc Mỹ. Nhóm nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, các nhà phê bình âm nhạc sau khi các ca khúc này giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong thời gian dài. Dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng Michael đã bộc lộ tài năng thiên bẩm khi tung ra đĩa single Get To Be There, Ben Robin Robin khi vừa bước sang tuổi 14. Nhờ những thành công bước đầu của các con, ông Joseph quyết định rời nhà đến California những năm 1970. Ngôi nhà đầu tiên họ cư ngụ nằm tại số 1616 đường Queens, Los Angeles. Và tất nhiên, nó được mua bằng tiền của các con trai ông kiếm được nhờ âm nhạc. Thời gian này, The Jackson 5 còn được báo chí gọi là Jackson Mania,
hàm ý sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả đối với gia đình Jackson đã xuất hiện. Nhóm The Jackson 5 sau đó đã rơi vào thời kỳ suy thoái vào năm khi mối quan hệ với hãng Motown Records ngày một xấu đi. Năm 1976, The Jackson 5 ký hợp đồng với hãng ghi âm CBS Records. Tuy nhiên, nhóm đã bị Motown Records kiện vì hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Nhưng thời gian này, Michael bắt đầu thành công hơn ở hoạt động cá nhân khi tự mình sáng tác và biểu diễn các ca khúc nổi tiếng như Shake Your Body, This Place Hotel, Can You Feel It. Năm 1978, khi Michael đóng vai một người nghèo khó cho phim The Wiz cùng danh ca Diana Ross, tình cờ quen biết với Quincy Jones, họ đã trở thành đôi bạn và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện, phát hành cho Michael album đầu tiên sau đó 4 năm. Sau khi album đầu Thriller của Michael Jackson ra đời vào năm 1982, thì vai trò của nhóm nhạc gia đình Jackson gần như kết thúc, mở ra thời kỳ lừng lẫy trong sự nghiệp đơn ca của ông vua nhạc pop. Album Thriller xếp hạng số 2 trong số các album thành công nhất mọi thời đại ở Mỹ và giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian dài. Thriller cũng là một trong những album có số lượng đĩa bán ra cao nhất từ trước đến nay với trên 107 triệu bản, trở thành một trong những album có 7 ca khúc đứng đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhưng cũng từ đây, một chương mới trong sự nghiệp của Michael Jackson mới chính thức được bắt đầu. Nếu phải đặt cho nó một cái tên, có lẽ người ta sẽ gọi nó là vinh quang và bi kịch. Trong Michael Jackson, hiếm có ca sĩ da màu nào tạo ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp giải trí toàn cầu như ông. Bằng tài năng, sự khổ luyện, ông vua nhạc pop đã từng bước chiếm lĩnh những vị trí quan trọng nhất trong ngành công nghiệp tỷ đô và hào nhoáng. Từ từ ông ơi, Michael Jackson là ca sĩ da màu á? Màu trắng mà. Ông nhìn kỹ lại xem, ông ấy còn trắng hơn cả tôi bôi kem trộn. Thứ nhất, Michael là người da màu gốc 100%. Và thứ hai, ông ấy không xài kem trộn. Đúng vậy, câu chuyện về màu da của Michael Jackson là một câu chuyện khá phức tạp và không mấy vui vẻ. Đầu thập niên 1980, Michael Jackson là ca sĩ da màu được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin. Ông được tôn vinh là ngôi sao người Mỹ gốc Phi, nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của khán giả từ da trắng, da vàng đến da đỏ, và dĩ nhiên, hầu hết người da đen. Michael Jackson là biểu tượng cho sự thành đạt, nỗ lực vươn lên của nghệ sĩ da màu tại xứ sở cờ hòa. Kênh truyền hình non trẻ MTV nhờ Michael Jackson mà chiếm được vị trí quan trọng bậc nhất trong làng giải trí thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi. Bạn hãy nhìn vào đây. Nhiều fan không khỏi ngạc nhiên khi mỗi lần Michael Jackson xuất hiện thì dáng vẻ bên ngoài, mà nhất là màu da và gương mặt, lại thay đổi đáng kể. Không còn gì của một người da màu như trước. Năm 1992, da của Michael Jackson dần trắng lên một cách rõ ràng hơn. Các phương tiện truyền thông cũng lấy đó làm chủ đề bàn tán cực kỳ sôi nổi. Trước thông tin của báo chí, Michael không phủ nhận sự thay đổi của da mình, mà giải thích rằng ông bị bệnh bạch tạng nên rối loạn sắc tố da. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu được sự bất bình của cộng đồng da đen ở Mỹ, bởi họ cho rằng ông đang muốn trốn tránh nguồn gốc, muốn hóa thân thành người da trắng để tìm kiếm cơ hội thành công hơn nữa trong xã hội Mỹ vốn đã nổi tiếng về phân biệt chủng tộc. Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York tiết lộ rằng Michael thậm chí còn sử dụng dao kéo quá nhiều để chỉnh sửa mũi, răng, hàm, cằm, môi, gò má và cả thuốc tẩy trắng da. Một số báo lá cải ở Mỹ tung tin Michael Jackson ngủ trong phòng kín, bơm đầy khí oxy để ngăn chặn sự lão hóa. Nhưng đó có phải là sự thật? Điều gì đã thực sự diễn ra với làn da của ông vua nhạc pop? Lẽ nào con người ta sẵn sàng chối bỏ gốc gác, màu da của mình để đổi lấy tiền tài và danh tiếng hay sao? Có lẽ câu trả lời sẽ được tiết lộ bởi người đàn ông này. Tên của ông ấy là Arnold Glenn, bác sĩ da liễu của Michael Jackson lúc còn sống. Ông nói rằng Jackson có những dấu hiệu của bạch biến vào năm 1983, một tình trạng với dấu hiệu đặc trưng là sự mất sắc tố ở các mảng da. Không những thế, ông vua nhạc pop cũng mắc phải một chứng bệnh da liễu quái ác khác có tên là lupus ban đỏ. Sau 4 năm theo dõi, vào năm 1986, vị bác sĩ đã chẩn đoán Michael Jackson mắc hai căn bệnh nói trên và cần phải được chữa trị bằng can thiệp y tế.
Nhưng sự thật thì còn tàn khốc hơn thế. Bệnh bạch biến không chỉ có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất của vua nhạc pop, mà nó còn khiến cho Michael Jackson gặp vấn đề lớn về tinh thần. Tác động mạnh mẽ của bệnh bạch biến lên cơ thể có thể gây ra những áp lực về mặt tâm lý. Michael Jackson đã sử dụng lớp trang điểm với tông màu sáng và có thể là cả kem tẩy trắng da để che đi những vết màu không đều do bệnh gây ra. Các loại kem làm da của nam ca sĩ trở nên sáng hơn và với tác động từ việc trang điểm, ông có thể trông rất nhợt nhạt như chúng ta thường thấy. Thế nhưng công chúng nào có hiểu cho ông? Người ta vẫn liên tục công kích Michael Jackson vì màu da biến đổi của ông. Họ nói ông là hình mẫu tệ hại cho thanh niên da màu, hay bịa đặt việc ông muốn trông giống người da trắng hơn để được tham gia các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 2 năm 1993, Michael Jackson đã từng có những chia sẻ trực tiếp về vấn đề này. Theo như tôi biết, không có cái gì được gọi là tẩy trắng da. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, tôi không biết nó là gì. Ông chính thức thừa nhận mình mắc chứng bệnh bạch biến và phải sử dụng lớp trang điểm để che giấu phần da không đều màu xấu xí. Đó là điều mà tôi không thể can thiệp. Khi mọi người bắt đầu bịa ra những câu chuyện rằng tôi không muốn trở thành con người thật của mình, điều đó khiến tôi thật đau lòng. Đó là vấn đề của riêng tôi không thể kiểm soát nó. Nhưng còn hàng triệu người ngồi dưới ánh nắng để da tối màu hơn, để trở nên khác với những gì họ vốn có. Không ai nói gì về điều đó cả. 62 triệu người Mỹ bấy giờ đã theo dõi cuộc phỏng vấn và họ đã có được câu trả lời của mình. Ngoại trừ một số người có lòng hận thù với Michael Jackson, có lẽ phần lớn đều cảm thông cho ông hơn là nghi ngờ. Và cũng chính cuộc phỏng vấn ấy đã châm ngòi cho hàng loạt buổi thuyết trình về chứng bạch biến, một căn bệnh mà rất ít người biết trước thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra. Michael Jackson luôn tự hào tuyên bố mình là người da màu, và bạn sẽ cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn trong bức thư mà ông viết cho nhiếp ảnh gia William Percy vào năm 1988. Có lẽ tôi đã nhìn thấy thế giới của chúng ta với lăng kính màu hồng, nhưng tôi yêu tất cả mọi người trên hành tinh này. Đó là lý do tại sao những câu chuyện phân biệt chủng tộc thực sự làm phiền tôi. Bởi vì tôi tin rằng tất cả mọi người đều có quyền lợi như nhau. Tôi được dạy về điều đó và sẽ luôn tin tưởng điều đó. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao mọi người lại có thể nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì màu da cơ thể. Tôi yêu tất cả các chủng tộc trên trái đất. Kỳ thị là biểu hiện của sự rốt nát. Chúng ta đến với thế giới này trong tình trạng không mảnh vải che thân. Và điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi cũng như vậy sau lớp trang phục này, dù cho màu da sắc tộc có như thế nào đi chăng nữa. Không lâu sau khi qua đời, người ta tìm thấy các ống thuốc Benoquine và Hydroquinone trong nhà của Michael Jackson. Cả hai loại kem này đều là chất tẩy trắng da và được khuyên dùng cho người trưởng thành bị bạch biến trên 50% cơ thể, để tẩy trắng các sắc tố còn lại và làm cho nó có màu giống như da bị mất sắc tố. Khám nghiệm tử thi của Michael Jackson xác nhận rằng tình trạng bạch biến của ông là có thật. Da của nam ca sĩ được phát hiện giảm mạnh tế bào hắc tố, các tế bào quyết định màu da con người. Vậy là sau cùng, khi qua đời, nỗi oan ức về việc chối bỏ màu da mà thiên hạ gán cho ông vua nhạc pop cũng đã được làm sáng tỏ. Thế nhưng dường như số phận vẫn chưa buông tha cho Michael Jackson. Ông vẫn còn một nỗi oan khuất nữa lớn hơn, đáng sợ hơn mà đến nay vẫn chưa được minh chứng, dù là hàng chục năm qua đi kể từ khi ông nhắm mắt. Anh có biết chúng ta đang nói đến nỗi oan khuất nào hay chăng? Không có bông tuyết nào trong sạch cả. Đó là những gì mà một nghệ sĩ người Canada nhưng hiện lại đang ăn cơm Trung Quốc từng nói. Và những gì Michael Jackson bị cáo buộc lại vô tình rất phù hợp với câu nói ấy. Câu chuyện sẽ được kể bắt đầu từ đây. Hãy ngắm nhìn dinh thự này. Nó được gọi là Neverland. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Chính là tên của vùng đất thần tiên trong bộ phim Peter Pan nổi tiếng. Michael Jackson đã mua khu đất nằm trên dải đồi của thung lũng Santa Ynez ở quận Santa Barbara, bang California, năm 1987 với giá khoảng 19 triệu đô la Mỹ. Khỏi cần quy đổi thì có lẽ người ta cũng biết được rằng số tiền ấy lớn khủng khiếp thế nào ở thời điểm hơn 30 năm về trước. Tại Neverland, Michael Jackson xây dựng lên sân chơi riêng cùng công viên giải trí, hồ nước, rạp chiếu phim và vườn bách thú. Nơi đây được miêu tả là một nước Mỹ từ nhiều thập kỷ trước để một đứa trẻ may mắn lớn lên.
Nó còn có những vọng lầu màu trắng, những cây đèn đường trang trí cầu kỳ, những thảm cỏ và bồn hoa được chăm sóc chỉnh chu. Những ngôi nhà trồng cây và ngôi làng giả của người da đỏ. Bánh kẹo không mất tiền và luôn có sẵn. Các bản nhạc vang ra từ những cái loa giấu trong khe đá. Một trong những cư dân của vườn thú, chú đời Bubbles, đã trở thành bạn đồng hành nổi tiếng nhất của Michael Jackson. Những người bạn nổi tiếng thường được Jackson đón tiếp ở đây. Vào năm 1991, tri kỷ của vua nhạc pop, nữ diễn viên Elizabeth Taylor, người từng tặng cho vườn thú Neverland một con voi, đã làm lễ thành hôn với người chồng thứ bảy Larry Fortensky tại nơi này. Nhưng những nhân vật được chú ý hơn cả không phải là những người nổi tiếng ấy, mà là trẻ em. Trẻ em cũng thường được Jackson đưa tới Neverland thông qua các bữa tiệc đêm cho những ngôi sao nhí như Macaulay Culkin, cùng những em nhỏ được chọn từ các hội từ thiện mà Michael Jackson tham gia. Và trẻ em cũng chính là nguồn cơn của nỗi oan khuất còn tồn tại cho tới tận bây giờ mà Michael Jackson phải gánh chịu. Ông vua nhạc pop không ít lần bị tố giác là lạm dụng trẻ em trong dinh thự của mình. 10 năm sau khi ông qua đời, bộ phim tài liệu Living Neverland của đạo diễn Dan Reed dài 4 tiếng một lần nữa gây nên những tranh cãi không hồi kết về việc có hay không việc ông vua nhạc pop lạm dụng trẻ em. Nội dung của bộ phim xoay quanh lời buộc tội của Wade Robson, 36 tuổi, biên đạo múa, và James Safechuck, 42 tuổi, lập trình viên đối với Michael Jackson. Hai người đàn ông này từng đâm đơn kiện Michael Jackson về lý do ca sĩ huyền thoại đã lạm dụng tình dục khi họ còn là những đứa trẻ vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên đơn kiện sau đó bị tòa án bác bỏ bởi không có một bằng chứng cụ thể nào chứng minh điều đó. Trước khi phim chính thức trình chiếu, giám đốc liên hoan phim John Cooper đã bố trí đội ngũ y tế để sẵn sàng hỗ trợ cho những người gặp vấn đề khi xem tác phẩm mô tả rõ ràng về lạm dụng trẻ em. Nhưng bộ phim đó đã nói về điều gì? James Safechuck tiết lộ rằng Michael Jackson từng dẫn anh, khi đó còn là một thiếu niên, đến các cửa hàng sang trọng khác nhau và cho anh thử đồ trang sức. Michael Jackson giải thích với nhân viên bán hàng rằng ông muốn mua một món quà cho phụ nữ, vì thế bàn tay nhỏ nhắn của Safechuck giúp ích cho việc ước lượng kích cỡ. Sau đó Michael Jackson mua một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, rồi tặng món quà đó cho anh trong một đám cưới giả. Thậm chí hai người đã trao lời thề nguyện cho nhau và gần như hoàn thành một hôn lễ. Trong Living Neverland, James Safechuck công khai chiếc nhẫn, đồng thời nhấn mạnh Michael Jackson dùng trang sức đắt tiền đổi lấy tình dục. Và đó chính là chiếc nhẫn bạn đang thấy trên màn hình. Ở giai đoạn đỉnh cao của tình bạn, theo cách mà Michael Jackson định nghĩa mối quan hệ với các chàng trai, ông mua cho Wade Robson, người tố cáo thứ hai xuất hiện trong bộ phim của My Fact. Đó là thiết bị công nghệ hot vào cuối những năm 1980, thường được ông vua nhạc pop dùng để gửi đi các thông điệp hoặc nhận thư từ người hâm mộ. Chưa dừng lại ở đó, thiên đường Neverland mà chúng ta ngưỡng mộ khắp nơi đều có những bí mật. Những địa điểm bí mật bao gồm một căn phòng riêng tư bên trong rạp chiếu phim tại gia của Michael Jackson. Căn phòng này sử dụng kính một chiều, có thể nhìn từ trong ra, nhưng người ở ngoài không nhìn thấy bên trong. Nhà gác xe lửa của Neverland cũng có một căn gác giấu kín với một cái giường. Ngoài ra, những nơi như bể bơi hay bồn tắm cũng bị tố là địa điểm diễn ra các hành vi lạm dụng trẻ em của ông vua nhạc pop. Với nội dung còn quá nhiều khuất tất và thiếu bằng chứng cụ thể đến từ cả hai phe, cuộc chiến đằng sau tính xác thực của Living Neverland vẫn đang diễn ra. Căng thẳng giữa người Mỹ cùng các cộng đồng yêu mến huyền thoại nhạc pop lẫn các tổ chức xã hội vì trẻ em với phe tố cáo vẫn còn rất lớn. Có thể nói, chưa bao giờ người ta phải trầm ngâm quá nhiều về một ngôi sao như vậy, thì chẳng ai biết nên tin vào bằng chứng lý lẽ của vụ kiện hay nghe theo những nhân chứng sống đã vật lộn gần như cả cuộc đời để đưa câu chuyện chấn động này ra ánh sáng. Cho đến tận bây giờ, những cáo buộc đó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ông vua nhạc pop đã không còn ở đây để bảo vệ mình. Liệu điều gì sẽ xảy ra với tượng đài này đây? Bộ phim tài liệu năm 2019 ấy tuy đã nói lên những điều cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại chẳng có một bằng chứng thuyết phục nào cả. Đó chỉ là những lời nói của hai con người mà chẳng ai kiểm chứng được độ trung thực. Ngay cả chiếc nhẫn vật chứng cũng có thể dễ dàng lừa gạt những người có định kiến về Michael Jackson, vì không ai biết nó thực sự trông như thế nào.
Và năm 2019 cũng chẳng phải là lần đầu tiên Michael Jackson bị tố cáo lạm dụng trẻ em. Trước đó, những kẻ cố gắng bôi nhọ danh dự của ông vua nhạc pop đều đã thất bại. Vào giữa năm 1993, Jackson bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em bởi một cậu bé 13 tuổi, Jordan Chandler. Và cha của cậu là Evan Chandler. Ông bắt đầu dùng thuốc để giảm stress và nhanh chóng trở nên nghiện ngập. Gia đình Chandler yêu cầu bồi thường nhưng bị từ chối. Thay vào đó, nam ca sĩ tố cáo ngược lại họ có ý đồ tống tiền. Vào tháng 8 năm 1993, cảnh sát lục soát tư gia của Jackson và tìm thấy sách, ảnh của những bé trai trong tình trạng khỏa thân ở phòng ngủ của ông. Vì chúng đều được mua và sở hữu một cách hợp pháp, nên bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố Jackson. Tháng 12 năm 1993, Jordan Chandler gửi cho cảnh sát một bản mô tả những đặc điểm trên cơ thể nam ca sĩ. Các thành viên bồi thẩm đoàn cho rằng chúng không trùng khớp, nhưng phía cảnh sát lại khẳng định là chính xác. Đến năm 1994, Michael thỏa thuận bồi thường riêng cho nhà Chandler bên ngoài phiên tòa. Mọi chuyện kết thúc và ông hoàng nhạc pop được tuyên bố tráng án vì không đủ chứng cứ. Đến năm 2003, trong một tập phim thuộc loạt tài liệu Living with Michael Jackson, ông nắm tay và nói về việc ngủ cùng giường với một cậu bé. Mọi chuyện lại một lần nữa dậy sóng khi nhân vật chính là cậu nhóc Gavin Avizo cùng mẹ tố cáo Jackson có những hành vi không đúng mực. Ông bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2003 và buộc tội ở 7 điểm về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và 2 điểm về quản lý tình trạng say xỉn cùng mối quan hệ với cậu bé Avizo trong chương trình. Jackson bác bỏ tất cả và khẳng định tiệc ngủ lại nhà không mang tính chất gợi dục. Phiên tòa diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2005 và kéo dài 5 tháng. Và hơn một tháng sau, Jackson một lần nữa được tuyên tráng án. Một cuộc đời đầy vinh quang và sóng gió qua đi. Vậy mà đến lúc nhắm mắt, Michael Jackson cũng chẳng hề được yên bình. Đến bản thân cái chết của ông cũng là một chủ đề mà người ta bàn đi bàn lại với nhau trong nhiều năm liền. Ngày 25 tháng 6 năm 2009, ca sĩ Michael Jackson qua đời tại Neverland, xứ sở thần tiên của ông và những đứa trẻ. Theo khám nghiệm tử thi và kết luận, thì Michael Jackson bị ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp tại nhà riêng. Bác sĩ riêng Conrad Murray cho biết, ông đã tìm thấy Michael Jackson trong phòng với hơi thở yếu ớt, tưởng như không còn thở trên giường của mình. Michael Jackson đã nhanh chóng được điều trị y tế tại nhà, nhưng dường như mọi sự cố gắng của bác sĩ đều không thể cứu được Michael Jackson. Sau cuộc gọi tới 911 lúc 12 giờ 20 phút, Michael Jackson đã chết tại trung tâm y tế UCLA Ronald Reagan. Cái chết của Michael Jackson là một sự mất mát quá lớn đối với dòng nhạc pop và tạo nên không khí ảm đạm trên khắp thế giới đối với người hâm mộ. Ông vua nhạc pop lúc này vẫn còn sức hút và tầm ảnh hưởng lớn. Ông đã qua đời khi đang chuẩn bị cho một loạt chương trình biểu diễn tại châu Âu. Ngày 28 tháng 8 năm 2009, các nhân viên điều tra ở Los Angeles County loại trừ khả năng cái chết của Michael Jackson là một vụ giết người và mọi việc gần như khép lại tại đây. Nhưng sau 2 năm, cuộc chiến pháp lý về việc ai chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của Michael Jackson mới được điều tra làm rõ. Bởi lẽ kể cả là không phải giết người trực tiếp thì đó vẫn có thể là một vụ ngộ sát. Người đầu tiên bị nghi ngờ và điều tra chắc chắn là bác sĩ Conrad Murray, bác sĩ riêng của nam ca sĩ Michael Jackson. Theo lời khai của Conrad Murray, ông đã cho sử dụng propofol, một loại thuốc gây mê trong phẫu thuật để giúp Michael Jackson ngủ suốt đêm trong 2 tháng cuối đời của mình. Tức là vào những ngày cuối đời, tình trạng sức khỏe tâm thần của Michael Jackson đã nghiêm trọng đến nỗi khiến ông không thể ngủ được. Bác sĩ Conrad Murray đã ngay lập tức bị còng tay với tội danh ngộ sát ông vua nhạc pop Michael Jackson. Điều này khiến người hâm mộ và gia đình của Michael Jackson phần nào đó cảm thấy mãn nguyện và hài lòng. Nhưng ngạc nhiên thay, vị bác sĩ không hề lo lắng về việc này. Ông tin rằng mình đã làm đúng và phục vụ tốt mong muốn của khách hàng. Ông ấy có lý do để cho Michael Jackson uống loại thuốc đó. Conrad Murray không hề hợp tác và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến mình. Điều này làm hội đồng xét xử không thể tiếp tục điều tra một cách thuận lợi nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, Conrad Murray đã khiến thẩm phán và công chúng kinh ngạc khi tuyên bố Michael Jackson từng nghiện ma túy và ông hoàng nhạc pop đã cầu xin ông kê thuốc để giúp anh ta có thể ngủ được. Luật sư của bác sĩ Conrad Murray, người đang bị xét xử tự ngộ sát vua nhạc pop thì đưa ra giả thuyết. Chính Michael Jackson đã kết liễu đời mình vì tự ý tiêm thêm thuốc mê propofol quá liều dẫn đến tử vong.
Với mong muốn chứng minh thân chủ của mình vô tội trong cái chết của ông vua nhạc pop, luật sư yêu cầu khai quật mộ của Michael Jackson. Tất nhiên là chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ở phía ngược lại, cảnh sát cũng có những cách riêng của mình để chứng minh cho những cáo buộc đối với bác sĩ Murray. Hai trong số các chuyên gia hàng đầu về propofol đã được mời như nhân chứng gián tiếp cho việc truy tố. Đầu tiên là tiến sĩ Paul White, được biết đến như là cha đẻ của propofol với vai trò nghiên cứu thuốc. Và người thứ hai là tiến sĩ Stephen Schaffer, người viết hướng dẫn và cảnh báo đi kèm cho mỗi lọ thuốc. Hai tiến sĩ nhận định rằng, theo phần lớn các cuộc thử nghiệm, họ phát hiện ra rằng ma túy và ether có những phản ứng nhất định với nhau. Xét nghiệm mẫu mô của Michael Jackson, họ cũng nhận thấy ngoài việc sử dụng thuốc gây mê propofol trong phẫu thuật, Michael Jackson còn được sử dụng kèm theo hai loại thuốc an thần khác là benzodiazepine, lorazepam và midazolam gần như mỗi đêm trong 2 tháng cuối đời mình. Để bào chữa cho vấn đề này, luật sư biện hộ cho bác sĩ Conrad Murray chỉ ra rằng bác sĩ Murray đang cố gắng cai nghiện cho Michael Jackson bằng việc chỉ định dùng propofol với liều lượng là 25mg, đủ giúp cho bệnh nhân Michael Jackson ngủ chứ không phải giết chết anh ta. Nhưng dù muốn hay không, thì bị cáo Conrad Murray và luật sư của mình cũng không thể phủ nhận một thực tế, đó là bác sĩ đã quản lý thuốc không chặt chẽ. Chẳng hạn như sau khi cho bệnh nhân dùng thuốc mà không sử dụng thiết bị theo dõi nhịp tim, hơi thở và huyết áp, dẫn đến những bất thường xảy ra mà bác sĩ cũng không xử lý kịp thời. Đặc biệt hơn, sau khi phát hiện Michael Jackson có dấu hiệu ngừng thở, bác sĩ Conrad Murray đã yêu cầu vệ sĩ giấu tất cả các loại thuốc trước khi gọi xe cứu thương. Điều này chứng tỏ Conrad Murray cũng nhận ra sự sơ suất khi sự việc xảy ra. Và hơn nữa, ông ta chắc chắn có kế hoạch che giấu đi tội lỗi của mình. Người ta nhận định rằng bác sĩ Conrad Murray đã làm việc cầu thả và dối trá dẫn đến cái chết của siêu sao Michael Jackson. Đó là hành vi tội ác, chứ không chỉ đơn giản là sự sơ suất trong y tế. Đây là một tội ác mà kết quả cuối cùng là cái chết của một con người. Trong tuyên bố mới nhất và sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, quan tòa Los Angeles đã tuyên bố điều quan trọng là phân biệt được các tội ác. Nhiều người nghĩ đây là một trường hợp sơ suất trong y tế, nhưng thực sự là không phải. Đó là một trường hợp sơ suất hình sự, ngộ sát Michael Jackson. Một người có hành vi sơ suất hình sự là khi anh ta có những hành động không cẩn thận, coi thường đời sống con người và thờ ơ với hậu quả để lại. Trên thực tế, Michael Jackson chết vì những hành động thiếu trách nhiệm của Conrad Murray. Conrad Murray đã vượt qua giới hạn trong việc điều trị cho bệnh nhân và gây ra hậu quả là tội ngộ sát. Những chứng cứ trong vụ việc cho thấy một quá trình dối trá liên tiếp của vị bác sĩ, rằng ông Conrad Murray đã nhiều lần nói dối và hoàn toàn không hối hận. Bác sĩ Conrad Murray cho Michael Jackson dùng loại thuốc ngủ cực mạnh propofol, nhưng lại không giám sát cẩn thận đối với bệnh nhân. Michael Jackson đã đặt quá nhiều niềm tin vào bác sĩ Conrad Murray, và điều đó khiến ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau hàng loạt lập luận và chứng cứ mà các cơ quan chức năng, công tố viên, những người có thẩm quyền đưa ra, tòa án Los Angeles đã tuyên bố bác sĩ Conrad Murray bị kết án 4 năm tù giam cho tội danh ngộ sát của mình. Vì bác sĩ này hoàn toàn không có biểu hiện hối hận và không hiểu rõ lỗi lầm mà mình đã gây ra. Điều này khiến ông ta trở thành một mối nguy hiểm với xã hội. Nhưng bác sĩ Murray trên thực tế lại chỉ phải thi hành một nửa bản án phạt 4 năm tù trên. Mặc dù bắt đầu thụ án từ tháng 11 năm 2011 và sẽ mãn hạn tù vào tháng 11 năm 2015, song Conrad Murray được ra sớm do cải tạo tốt và vì số lượng tù nhân mới quá đông khiến nhà tù phải giảm bớt lượng người cũ. Tôi cá là đến tận bây giờ, nhiều người còn thường xuyên nghe đi nghe lại những bản nhạc bất hủ của Michael Jackson. Nó có lẽ đã không chỉ còn là âm nhạc, mà còn là ký ức, là tượng đài của cả một thế hệ hay một giai đoạn lịch sử. Bao giờ Michael Jackson mới được yên nghỉ và những lời cáo buộc người ta dành cho ông mới được làm sáng tỏ? Biết đến bao giờ thế giới mới quên đi từng có một nhân vật được gọi là ông vua nhạc pop? Có lẽ chỉ thời gian mới cho chúng ta được câu trả lời chính xác nhất. Rất cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các khán giả trong video hôm nay. Video đến đây xin được phép kết thúc. Việt Cường Thamai Đại Kíp xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.